tại các cửa hàng, chợ trên địa bàn huyện Lang Chánh. Hàng hóa rất phong phú về chủng loại và số lượng. Theo các chủ cửa hàng, năm nay người dân mua sắm cho dịp Tết sớm và nhiều hơn. Nhưng do chủ động cung ứng nguồn hàng nên các hộ, đơn vị kinh doanh vẫn đảm bảo số lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân. Điều đáng nói là năm nay hàng hóa trên địa bàn huyện Lang Chánh chủ yếu là hàng Việt Nam chất lượng cao. Lực lượng chức năng của huyện đã tăng cường kiểm tra, quản lý tốt nên không có hiện tượng lợi dụng đầu cơ hoặc tăng giá bất thường. Những năm trước vào thời điểm này, giá các mặt hàng thiết yếu đã bắt đầu tăng nhưng năm nay vẫn ổn định. Chẳng hạn như giá các loại gạo, đậu, dầu ăn, thịt, cá, thậm chí các sản phẩm rượu, bia được dự đoán sẽ tăng giá những ngày giáp Tết nhưng vẫn giữ giá như ngày thường. Hơn 4.000 mặt hàng chi nhánh là cung ứng đầy đủ, trong đó thì hàng chiếm 95% là hàng Việt Nam chất lượng cao, không có hàng nhập ngoại, hàng nhập. Và chi nhánh và công ty cam kết là bán đúng giá, làm ổn định giá thị trường, nhu cầu sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn, không có biến động về giá cả trong dịp Tết Nguyên Đán. Tại nhiều chợ cụm xã, hàng hóa cũng rất phong phú do giao thông thuận lợi. Các đại lý cung ứng hàng đến tận nơi để bán lẻ cho bà con vùng cao. Giá cả cũng không chênh so với khu vực trung tâm huyện. Năm nay, các mặt hàng nông sản do bà con nhân dân trong huyện sản xuất đã được cung ứng khá nhiều trên thị trường. Cùng với chủ trương chăm lo cho người dân có một cái Tết no đủ, yên vui của cấp chính quyền huyện Lang Chánh, thì việc các hộ tư thương, các doanh nghiệp tham gia bán hàng bình ổn giá, đưa hàng Việt Nam chất lượng cao đến tay người tiêu dùng đã góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lang Chánh có thêm nhiều cơ hội mua sắm hàng hóa vừa rẻ vừa đảm bảo chất lượng.